áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào các học sinh thân mến, cô Hiền rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng với chúng mình trong hành trình khám phá tri thức môn tiếng Việt lớp 5. Các con thân mến, trong các tiết tập đọc lần trước thì cô và các con chúng ta đã cùng nhau đến với mảnh đất Cao Bằng, một mảnh đất thấm đẫm tình đất, tình người. Chúng ta cũng đã đến với vùng đất tổ Phú Thọ, một vùng đất vô cùng hùng vĩ và không kém phần nên thơ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một địa điểm mới. Vậy địa điểm đó là địa điểm nào? Thì cô mời các con chúng mình mở sách giáo khoa trang 74 và 75 để tìm hiểu bài tập đọc ngày hôm nay. Bài tập đọc của chúng mình có tên gọi Cửa Sông của tác giả Quang Huy. Và cũng như những tiết tập đọc lần trước thì trong tiết tập đọc này chúng mình sẽ có 3 hoạt động chính. Hoạt động đầu tiên, luyện đọc đúng. Hoạt động số 2, tìm hiểu bài. Và sau khi đã hiểu được nội dung chính của bài tập đọc này rồi, chúng mình sẽ cùng nhau đến với hoạt động số 3, luyện đọc hay. Vậy thì từ tựa đề của bài tập đọc này, Cửa Sông, chúng mình cũng đã biết được ngày hôm nay cô và các con sẽ đến với vùng sông nước nơi cửa sông. Vậy thì trong con mắt của tác giả Quang Huy, cửa sông hiện lên như thế nào và tác giả đã gửi gắm những tâm tư, tình cảm gì vào trong bài thơ này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cùng với cô. Và bây giờ thì cô mời chúng mình cùng nhau khám phá với cô hoạt động số 1, hoạt động đầu tiên, luyện đọc đúng. Ở trong hoạt động số 1 này thì việc đầu tiên cô sẽ đọc cho chúng mình lắng nghe một lần bài tập đọc Cửa Sông. Trong quá trình cô đọc, cô yêu cầu chúng mình quan sát vào trong sách giáo khoa, đọc thầm theo cô nhé. Để giúp các con có thể đọc đúng và trôi chảy bài tập đọc Cửa Sông, chúng mình phải lưu ý đọc đúng cho cô một số từ khó có trong bài. Vậy những từ đó là những từ nào thì cô mời các con quan sát lên bảng. Từ đầu tiên, sóng nước. Từ thứ hai, xa xôi. Từ thứ ba, nông sâu. Từ thứ tư, lưỡi sóng lấp lánh. Và cuối cùng, núi non. Các con đọc to một lần nữa những từ ngữ này cùng với cô nhé. Sóng nước, xa xôi, nông sâu, lưỡi sóng lấp lánh và cuối cùng núi non. Trong quá trình cô đọc bài, chắc hẳn các con cũng phát hiện bài thơ này thuộc thể thơ tự do. Và cô đã nói với chúng mình rồi, thể thơ tự do là thể thơ của mạch nguồn cảm xúc. Chính vì vậy, các con cần phải lưu ý ngắt nghỉ câu sao cho hợp lý trong quá trình chúng mình đọc bài. Ở đây, cô lấy 2 câu thơ để chúng mình có thể hình dung rõ hơn. Câu thơ đầu tiên là cửa nhưng không then khóa. Câu số 2, mênh mông một vùng sóng nước. Các con hãy đọc to 2 câu thơ này cùng với cô nhé. Nhớ là phải ngắt nghỉ hơi ở các vị trí mà cô đã đánh dấu ở đây. Chúng mình đọc lại một lần cùng với cô nào. Là cửa nhưng không then khóa. Câu số 2, mênh mông một vùng sóng nước. Tiếp theo, để các con có thể bước đầu hiểu được nội dung của bài thơ, chúng mình sẽ cùng nhau sang phần chú giải để giải nghĩa một số từ khó có trong bài. Từ đầu tiên mà các con cần phải hiểu cũng chính là tựa đề của bài tập đọc ngày hôm nay là cửa sông. Vậy thế nào là cửa sông? Thì cửa sông chính là nơi dòng sông chảy ra biển này, hoặc hồ, hoặc một dòng sông khác thì người ta gọi đó là cửa sông. Và ở trong bài thơ này thì cửa sông chính là vùng mà nơi giao thoa giữa dòng sông, nơi đổ ra biển. Các con có thể quan sát trên màn hình và đây chính là vùng cửa sông. Và các con thấy rằng ở đây thì cô sẽ giải nghĩa luôn cho chúng mình thế nào là nước ngọt và thế nào là nước lợ. Thì các con thấy rằng nước sông chính là nước ngọt. Và hiểu một cách đơn giản, sách giáo khoa giải thích cho chúng ta nước ngọt có nghĩa là nước không bị nhiễm mặn. Vậy nước ngọt hòa cùng với vị mặn của nước biển sẽ tạo nên vùng nước lợ. Hay nói cách khác, nước lợ chính là nước mà có sự hòa lẫn giữa nước ngọt và nước mặn. Thì đó chính là nước lợ. Như vậy, thông qua hình ảnh này thì cô đã giải nghĩa luôn cho chúng mình thế nào là cửa sông, thế nào là nước ngọt và thế nào là nước lợ. Và chúng ta biết rằng nước lợ sẽ chỉ có ở vùng cửa sông, nơi giao thoa giữa nước ngọt của sông và nước mặn của biển.
Được chưa nào? Tiếp theo đó chính là bãi bồi. Vậy thì thế nào là bãi bồi? Quan sát trên màn hình ở đây, các con thấy bãi bồi là vùng đất ven biển hoặc là ven sông được bồi đắp lên, thì đó chính là bãi bồi. Tiếp theo, sóng bạc đầu. Vậy thì quan sát trên màn hình các con cũng thấy sóng bạc đầu, trước tiên đây phải là một con sóng lớn và nó sợ con sóng này lớn đến mức mà có bọt tung trắng xóa ở phía đầu, thì đó chính là sóng bạc đầu. Và từ cuối cùng đó chính là tôm dạo. Thì đây là một loại tôm sống ở nước lợ, thân nhỏ và dài. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần số 2, nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Hoạt động số 2, hoạt động tìm hiểu bài, để có thể hiểu được nội dung chính của bài tập đọc cửa sông, cũng như hiểu được những tâm tư, tình cảm mà tác giả gửi gắm vào trong những vần thơ. Và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong sách giáo khoa, và từ đó chúng mình sẽ rút ra nội dung chính của bài tập đọc cửa sông này. Bây giờ cô mời con cùng đọc và trả lời với cô câu hỏi đầu tiên của bài. Câu hỏi số 1 như sau: trong khổ thơ đầu, tác giả đã dùng những từ ngữ nào để nói về nơi sông chảy ra biển và cách giới thiệu ấy thì có gì đặc biệt? Thế thì để có thể trả lời được câu hỏi đầu tiên này, chúng mình sẽ cùng nhau đọc lại cho cô khổ thơ thứ nhất. Là cửa nhưng không then khóa, cũng không khép lại bao giờ. Mênh mông một vùng sóng nước, mở ra bao nỗi đợi chờ. Vậy thì các con hãy cùng suy nghĩ và cho cô biết tác giả đã dùng những từ ngữ nào để nói về nơi sông chảy ra biển. Ở trong khổ thơ này thì chính là hai câu đầu, đúng không nào? Các con thấy rằng là cửa nhưng không then khóa, cũng không khép lại bao giờ. À, với lối chơi chữ sử dụng từ cửa, đúng không? Tác giả đã miêu tả vùng cửa sông vô cùng đặc biệt. Nó đặc biệt ở đâu? À, là cửa nhưng không then khóa. À, tác giả ví vùng cửa sông cũng như cái cửa mà chúng ta ra vào hàng ngày. Nhưng cái cửa này có điều đặc biệt hơn, đó chính là nó không có then, cũng không có khóa, đúng không? Với cách chơi chữ, tác giả đã làm cho hiện lên trước mắt người đọc vùng cửa sông vô cùng quen thuộc, đúng không? Nó như một cái cửa mà chúng ta đi lại hàng ngày, nhưng không có then và cũng không có khóa. Chính nhờ thế mà người đọc cảm thấy gần gũi hơn, dễ hiểu hơn, đúng nào? Và ở đây, câu hỏi thứ hai, cách giới thiệu ấy có gì đặc biệt, thì cũng chính là phân tích vừa rồi của cô, đúng nào? Đó là cửa sông cũng như cái cửa bình thường, nhưng lại khác ở một chỗ là không có then, cũng không có khóa. Và chính bởi vì không then, không khóa ấy, nó lý giải tại sao lại là mở ra bao nỗi đợi chờ, là vì như thế. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đọc và trả lời câu hỏi số 2. Để có thể trả lời được câu hỏi số 2 này, trước tiên chúng mình hãy đọc cho cô lại một lần nữa 4 khổ thơ tiếp theo của bài tập đọc cửa sông. Bây giờ các con đọc bài cùng với cô nhé. Nơi những dòng sông cần mẫn gửi lại phù sa bãi bồi, để nước ngọt ùa ra biển sau cuộc hành trình xa xôi. Nơi biển tìm về với đất bằng con sóng nhớ bạc đầu, chất muối hòa trong vị ngọt thành vùng nước lợ nông sâu. Nơi cá đối vào đẻ trứng, nơi tôm rảo đến búng càng, cần câu uốn cong lưỡi sóng, thuyền ai lấp lóa đêm trăng. Nơi con tàu trào mặt đất, còi ngân lên khúc dã từ, cửa sông tiễn người ra biển, mây trắng lành như phong thư. Ở đây chính là khổ thơ số 2, 3, 4 và 5. Bây giờ cô có một hoạt động cho con như sau. Chúng mình đã vừa đọc cùng cô 4 khổ thơ này rồi. Vậy thì bây giờ các con hãy thực hiện cho cô nhiệm vụ. Chúng mình hãy đọc cho cô các mảnh ghép ở hai cột A và B và suy nghĩ nối cho cô sao cho nội dung ở cột A phù hợp với nội dung ở cột B. Và để thực hiện nhiệm vụ này của cô thì các con có thể tạm dừng đoạn video này ở đây một chút để chúng mình hoàn thành. Sau đó các con hãy cùng quay trở lại để kiểm tra kết quả cùng với cô nhé. Hẳn là trong thời gian ngắn thì các con đã có thể hoàn thành được nhiệm vụ này của cô rồi, đúng nào? Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra kết quả. Thì để có thể kiểm tra kết quả thì cô và con chúng ta sẽ cùng nhau đọc và phân tích từng khổ thơ một. Đầu tiên là khổ thơ số 2 này. Nơi những dòng sông cần mẫn
gửi lại phù sa bãi bồi, để nước ngọt ùa ra biển sau cuộc hành trình xa xôi. À, như vậy các con thấy rằng cửa sông chính là nơi những dòng sông gửi lại phù sa, đúng không? Nơi bồi đắp lên những bãi bờ và nơi nước ngọt chảy ra biển. À, vậy thì với phân tích vừa rồi của cô, chúng ta có thể nối được khổ thơ thứ hai với đáp án C. Tiếp theo, khổ thơ số 3. Nơi biển tìm về với đất, bằng con sóng nhớ bạc đầu, chất muối hòa trong vị ngọt, thành vùng nước lợ nông sâu. À, ở đây mảnh ghép nào là mảnh ghép có nhắc đến vùng nước lợ nào? À, đáp án D đúng nào? Nơi biển cả tìm về với đất liền này, nơi nước ngọt của sông hòa cùng nước mặn của biển để thành vùng nước lợ. Như vậy dễ dàng chúng ta lựa chọn được khổ 3 tương ứng với đáp án D. Tiếp theo, khổ thơ số 4. Nơi cá đối vào đẻ trứng, nơi tôm rảo đến búng càng, cần câu uốn cong lưỡi sóng, thuyền ai lấp lóa đêm trăng. Vậy thì đâu là mảnh ghép có nhắc đến tôm cá này, có nhắc đến đêm trăng thì chúng ta sẽ lựa chọn, đúng không? Vậy thì khổ thơ thứ 4 sẽ tương ứng với đáp án A, nơi tôm cá hội tụ, nơi những chiếc thuyền câu lấp lóa đêm trăng, đúng nào? Rất là dễ. Khổ 4 sẽ tương ứng với mảnh ghép A. Như vậy khổ 5, khổ còn lại chắc chắn sẽ tương ứng với mảnh ghép B. Chúng ta cùng kiểm tra lại xem đúng là khổ 5 tương ứng với mảnh ghép B không nhá. Nào, chúng ta cùng đọc lại khổ thơ thứ 5. Nơi con tàu chào mặt đất, còi ngân lên khúc dạ từ, cửa sông tiễn người ra biển, mây trắng lành như phong thư. Vậy thì ở đây tương ứng với mảnh ghép B, nơi những con tàu kéo còi dã tứ đất liền, nơi tiễn người ra khơi. Như vậy thì bằng phân tích và bằng phương án loại trừ thì cô và các con chúng ta đã cùng nhau hoàn thành và tìm ra được nội dung của bốn khổ thơ thứ 2, thứ 3, thứ 4 và thứ 5, đúng nào? Như vậy thì từ đây chúng ta cũng có thể rút ra một kết luận rằng cửa sông là một địa điểm vô cùng đặc biệt, đúng nào? Nó đặc biệt như thế nào? À, đó là nơi những dòng sông gửi lại phù sa để bồi đắp bãi bờ và nơi nước ngọt chảy ra biển rộng. Không chỉ thế, cửa sông còn là nơi biển cả tìm về với đất liền, nơi nước ngọt của sông hòa cùng với nước mặn của biển để thành vùng nước lợ nông sâu, đúng nào? Và hơn thế nữa, nó còn là nơi tôm cá hội tụ, nơi những chiếc thuyền câu lấp lóa đêm trăng. Và cuối cùng, cửa sông còn là nơi những con tàu kéo còi dã từ đất liền tiễn người ra khơi. Và đây cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi theo bài thơ cửa sông là một địa điểm đặc biệt như thế nào. Thì để trả lời câu hỏi số 2 này, các con có thể trả lời như trên bảng cô vừa phân tích. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi số 3, là phép nhân hóa ở khổ thơ cuối giúp tác giả nói lên điều gì về tấm lòng của cửa sông đối với cội nguồn. Vậy thì để trả lời được câu hỏi này, chúng mình đầu tiên là phải đọc lại cho cô khổ thơ cuối cùng, đúng nào? Nào, dù giáp mặt cùng biển rộng, cửa sông chẳng dứt cội nguồn, lá xanh mỗi lần trôi xuống, bỗng nhớ một vùng núi non. À, ở đây ngay từ trong câu hỏi các con thấy rằng tác giả đã gợi ý cho chúng ta, đúng không? À, phép nhân hóa ở khổ thơ cuối, tức có nghĩa là ở đây chúng ta đã biết rằng trong khổ thơ này tác giả đã sử dụng phép nhân hóa. Thế thì tác giả đã sử dụng phép nhân hóa ở những vị trí nào thì cô và các con sẽ cùng nhau tìm. Ở đây thì chúng ta hãy cùng nhau xác định là đâu là những vị trí mà tác giả đã sử dụng phép nhân hóa. Thì ở đây có gì nhỉ? À, đầu tiên này, giáp mặt. Tiếp theo, à, chẳng dứt này. Gì nữa nhỉ? Nhớ. À, đây là những từ ngữ mà tác giả đã sử dụng biện pháp nhân hóa. Và nhờ biện pháp nhân hóa này, chúng ta cảm thấy rằng cửa sông như con người cũng vô cùng sống động, đúng nào? Vậy thì những sự vật nào là những sự vật mà tác giả dùng biện pháp nhân hóa? Thế thì chúng ta cùng tìm tiếp này. Đầu tiên là biển rộng này. Tiếp theo này, cửa sông này. Gì nữa ạ? À, cội nguồn, lá xanh.
Và cuối cùng là núi non. Đây là những sự vật mà tác giả đã sử dụng biện pháp nhân hóa, như biện pháp nhân hóa của tác giả mà chúng ta cảm thấy những sự vật đó dường như sống động hơn như con người vậy, đúng nào? Nó cũng có tình cảm, cũng biết nhớ này, cũng chẳng dứt được, đúng nào? Và từ đây chúng ta cũng thấy rằng qua một cuộc hành trình xa xôi, đúng không? Sông đã ra với biển cả, đã ra với biển rộng, dù rác mặt cùng biển rộng. À, thế nhưng trước cái đại ngàn, trước sự mênh mông của đại dương ấy, sông chẳng dứt cội nguồn. À, cửa sông chẳng dứt cội nguồn. Nói nhớ về cội nguồn của mình. Vậy thì cội nguồn của sông là gì? Cội nguồn của dòng sông chúng ta đã biết rồi. Đó chính là những mạch nước nhỏ, những khe nước nhỏ. Tất cả những mạch nước nhỏ, những khe nước nhỏ ấy hợp lại với nhau, tạo nên một con sông lớn và lao ra biển như ngày hôm nay. Đó chính là cội nguồn của những dòng sông, đúng nào? Và ở đây các con thấy rằng hình ảnh lá xanh ở đây có ý nghĩa gì? À, lá xanh chính là cội nguồn, là nơi đại ngàn, đúng không? Nơi bắt nguồn của những dòng sông, đó là nơi xuất phát của những con suối nhỏ, những mạch nước, những khe nước để có thể tạo nên những dòng sông. Vậy lá xanh mỗi lần trôi xuống bỗng nhớ một vùng núi non. À, bắt gặp một chiếc lá xanh rơi xuống làm cho dòng sông nhớ đến cội nguồn của mình, đúng không? Bắt nguồn từ đại ngàn, từ rừng núi, đúng không nào? Như vậy ở đây chúng ta cũng thấy rằng với biện pháp nhân hóa thì tác giả đã làm cho cửa sông của chúng ta cũng như con người cũng có tấm lòng, và đó chính là tấm lòng thủy chung, luôn nhớ về cội nguồn của mình. Và từ đây chúng ta cũng trả lời được câu hỏi là phép nhân hóa ở hồ Tô Cuối giúp tác giả nói lên điều gì về tấm lòng của cửa sông đối với cội nguồn. Thì đó chính là tấm lòng thủy chung son sắc, luôn nhớ về cội nguồn của mình, dù rác mặt cùng với biển rộng, dù lao ra biển rộng mênh mông, thế nhưng cửa sông cũng không quên được nơi xuất phát, nơi bắt nguồn của mình. Và từ đây chúng ta cũng rút ra được một ý lớn rằng đó chính là tấm lòng thủy chung của cửa sông đối với cội nguồn. Như vậy, bằng việc trả lời 4 câu hỏi trong sách giáo khoa thì chúng ta cũng đã rút ra được nội dung chính của bài thơ ngày hôm nay. Đó chính là qua hình ảnh cửa sông, tác giả muốn ca ngợi tình cảm thủy chung, uống nước, nhớ nguồn. Đây chính là nội dung chính của bài tập đọc Cửa sông. Còn bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau bước sang hoạt động cuối cùng ngày hôm nay là luyện đọc hay. Để có thể đọc hay được bài tập đọc Cửa sông thì chúng mình cần phải lưu ý cho cô một số điều sau đây. Đầu tiên là về giọng đọc thì toàn bài các con sẽ đọc với giọng nhẹ nhàng, tha thiết và tình cảm. Ngoài ra thì nhớ là nhấn giọng ở một số từ ngữ gợi tả, gợi cảm. Ở đây thì cô lựa chọn 2 khổ thơ để các con luyện đọc thêm. Vậy thì bây giờ chúng mình đọc và suy nghĩ cho cô ở trong khổ thơ này chúng mình sẽ ngắt nghỉ câu ra sao và nhấn giọng ở những từ ngữ nào để chúng ta đọc có thể hay hơn. Và ở đây trong 2 khổ thơ này các con cần lưu ý nhấn giọng cho cô ở những từ ngữ mà cô đã để chữ màu vàng ở đây. Còn bây giờ mời con lắng nghe cô đọc 2 khổ thơ này nhé. Nơi cá đối vào đẻ trứng, nơi tôm rảo đến búng càng, cần câu uốn cong lưỡi sóng, thuyền ai lấp lóa đêm trăng. Nơi con tàu trào mặt đất, còi ngân lên khúc dã từ, cửa sông tiễn người ra biển, mây trắng lành như phong thư. Như vậy các con đã được nghe cô đọc một lần 2 khổ thơ này. Về nhà sau tiết học này thì chúng mình sẽ luyện đọc nhiều hơn cho cô 2 khổ thơ này. Đồng thời chúng mình có thể lựa chọn thêm bất cứ một khổ thơ nào mà các con cảm thấy tâm đắc trong bài tập đọc Cửa sông để chúng mình thực hành luyện đọc nhiều hơn. Còn tiết học của chúng mình ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các con đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con trong những tiết học lần sau. Khóa học Việt Sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.